Xin chào các bạn. Video ngày hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cách để mình có thể cài đặt cái ứng dụng xem camera EZVIT của mình trên máy tính hay là laptop. Thì đầu tiên các bạn hãy vào trình duyệt. Ở đây mình dùng trình duyệt Chrome. Các bạn có thể vào Cocos hay là Chrome hay là Nixfit cũng được. Thì cứ vào được trình duyệt là được. Các bạn vào trang web của mình, vào conmatthuba.com. Đấy, thế đến khi vào trang web các bạn kéo xuống dưới hộ mình. Kéo xuống dưới. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy đây có EZVIT này, Hivision, Dahua và iMount. Thì các bạn hãy click vào kích chuột vào cái chữ EZVIT này. Để sau khi kích chuột vào cái chữ EZVIT nó sẽ ra màn hình trang chủ của EZVIT. Các bạn có thể xem thông tin về camera của mình ở đây hoặc những thông tin bảo hành các kiểu ở đây đều đủ cả. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy camera an ninh nhà thông minh. Đây các bạn ấn vào cái mũi tên bên cạnh này nhé. Đấy, ấn vào đây các bạn sẽ thấy phần hỗ trợ. Đấy, các bạn ấn vào phần hỗ trợ, các bạn kéo xuống một chút. Ở đây các bạn có thể thấy là đây có chữ trung tâm tải xuống. Thì ở đây có ứng dụng EZVIT cho điện thoại này. Còn đây là Studio EZVIT cho máy tính. Hoặc các bạn có thể ấn vào đây để tải xuống luôn. Hoặc các bạn ấn vào chữ thêm này cũng được. Ở phần chữ thêm này các bạn có thể để ý là thấy cái phần mềm EZVIT PC Studio này. Các bạn ấn tải xuống. Ấn vào chỗ tải xuống. Ngay lập tức nó sẽ tải cho mình một phần mềm. Đây. Nó sẽ tải cho mình một phần mềm ở đây. Các bạn đợi khoảng 1-2 phút gì đấy. Nó sẽ tải xong và mình bắt đầu cài đặt nó. Ok, và bạn đã thấy nó tải xuống thành công. Khi tải xuống thành công thì bạn sẽ thấy cái hình EZVIT đây. Cái biểu tượng của nó. Bạn ấn vào hình mũi tên. Các bạn ấn mở. Bạn ấn yes. Và bắt đầu ấn next. Để mình cài đặt nó, cứ ấn next thôi. Intro. Mình cài đặt. Rồi mình có thể cho nhỏ này xuống được. Sau ấn finish. Ok, ấn yes. Ở đây các bạn có thể tắt nó đi được. Và đây mình phóng to lên nha. Đấy. Như vậy là bạn đã cài xong cái phần mềm EZVIT vào cái máy tính của mình. Đây các bạn có thể nhìn thấy chữ login ấy. Và ấn vào đây để đăng nhập mật khẩu của mình. Đăng nhập tài khoản và mật khẩu của mình. Ở đây bạn chọn Việt Nam của mình. Đây Việt Nam. Username này là cái tài khoản bạn đã lập ở trên điện thoại ấy. Tài khoản đã lập và bạn đang xem camera đấy. Ở đây mình ấn tài khoản của mình. Và mật khẩu. Các bạn có thể ấn tích vào đây để nó tự động lần sau mình không phải ấn lại nữa. Ấn login. Như các bạn thấy nó đã hiện ra hai cái camera của mình hiện đang có ở trong tài khoản này. Mình có thể ấn vào đây để xem camera. Đấy, camera ngoài ngõ. Ở đây nó có một số phần cơ bản là phần live view, các bạn có thể nhìn thấy. Phần live view này là xem trực tiếp.
Grayberry này là các bạn có thể xem lại lịch sử. Đây, mình đang lưu lịch sử theo chuyển động. Nên khi nào mà có lịch sử thì nó sẽ ghi chuyển động màu xanh này. Các bạn có thể ấn chuột và giữ để chuyển đến cái lịch sử mà mình muốn xem. Đó. Hiện tại mình đang có hai camera đây, các bạn có thể thấy. Khi mình ấn to màn hình ra thì mình sẽ xem được cả màn hình ở trên cái máy tính này. Còn khi bạn muốn cho nhỏ xuống thì bạn ấn chuột phải. Vào đây, exit for screen này. Bạn ấn vào đấy, nó sẽ nhỏ lại. Và mình có thể xem một cam ở trong nhà. À, cam trong nhà này mình đang để chế độ mã hóa hình ảnh. Thế nên các bạn muốn xem cam ở trên đây thì bạn nhớ vào phần cài đặt ở trên điện thoại mình tắt cái mã hóa hình ảnh đi thì mình mới xem được. Ở đây mình mới tắt một cái thôi, thế nên là mới chỉ xem được một cái ở ngoài trời thôi. Đây nó nốt hình vuông để mình có thể cài đặt chi tiết những thông tin của mình. Và đây là những cái mình có thể chia màn hình ra thành 1 hoặc 4 hoặc 6 hoặc 8 đây. Đó. Tiếp tục mình có thể chia cái này ra nữa. Đó. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn thành công cách để mình có thể cài đặt cái phần mềm EZFit trên PC, máy tính, laptop. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn có gì mà thắc mắc hay không làm được thì các bạn cứ nhắn tin hoặc là bình luận dưới cái video này, mình sẽ hướng dẫn chi tiết để các bạn có thể chắc chắn làm được thì thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.